Alo, xin chào mọi người. Thì đây là cái phòng cách ly của mình. Mình xin được review một chút. Cái phòng này là cái phòng ở khách sạn Mường Thanh nhá. Nó là một cái khách sạn 4 sao tại Hà Nội. Thì đây là căn phòng rất là to. Mình thuê cái căn phòng này là cái căn phòng của gia đình luôn. Đó, thì các bạn nhìn thấy ở đây sẽ có một cái giường rất là to của cho bố mẹ này. Kia là một cái giường nhỏ, một cái giường phụ nữa cho trẻ con nhé. Nếu mà các bạn đi theo cùng một gia đình, đây là những cái rèm. Xem qua một chút về cái view ở ngoài này vào buổi tối. Đây là Hà Nội ở buổi tối này. Thì cái phòng này đặc biệt là nó không có ban công, nên là mình cũng thấy có một chút gì đó nó không được thoải mái lắm. Nếu mà những ai mà hút thuốc hoặc là muốn ra ngoài cảm nhận cái không khí tự nhiên thì rất là thích có những cái ban công, nhưng mà cái phòng này thì không có nhé. Đây là cái bàn làm việc hoặc là bàn trang điểm này, tùy các bạn sử dụng nó. Trong này thì có một cái logo của khách sạn Mường Thanh này, kèm theo đó là có bát uất các thứ và dây lọ nước hoa của mình nhé. Giới thiệu luôn, mình đang dùng cái lọ nước hoa đó là Suavis Dior. Lọ nước hoa này cũng rất là thơm, dành cho nam nhé. Ok, từ đây có một cái chiếc tivi rất là to cho chúng ta xem tivi, xem thời sự, xem cả nhạc. Và đây là chiếc máy tính của mình, thì cái ổ cắm nó hơi ngắn và cái dây sạc của mình cũng dây sạc hơi ngắn và cái ổ cắm nó hơi bị xa nên mình không thể đặt cái máy tính của mình lên cái bàn làm việc được. Tạm thời thì mình đang sạc pin ở đây. Đó, đây là toàn cảnh này, cái khu vực trước giường này. Ở đây thì sẽ có một cái kệ tủ như thế này, có một cái siêu nước này, có cà phê để sẵn này, có vài gói đường, có tách trà các thứ, có cái máy sấy tóc. Đó. Ở trong đây có một cái tủ quần áo nhé. Đó, để cho các bạn có thể để đồ này, để những quần áo mà đã sử dụng này. Và bên cạnh đó nó có một cái két sách sắt này. Két sắt này thì mình không sử dụng nhé, bởi vì mình ở trong phòng 24/24. Đó. Trên này là cái bộ bảo hộ của mình này, đi từ máy bay về khách sạn nhé. Ok, và còn đây là một cái đoạn tường mà gắn gỗ nhá. Nó không phải là một cái tủ gì đâu. Đó, đây là cái nội quy, tất cả những cái nội quy mà khi chúng ta sử dụng phòng ở khách sạn Mường Thanh này. Mình có đọc qua rồi, nó cũng trong thời gian cách ly này, đặc biệt một điều lưu ý là trong thời gian cách ly này, chúng ta không được ra ngoài nếu mà không có sự yêu cầu cần thiết này. Ra ngoài để rác ở ngoài cửa thì phải đeo khẩu trang này, khử khuẩn này. Đó, không tự ý ra ngoài, nếu mà ra ngoài thì sẽ bị phạt rất là nặng nhé. Đó, 20 triệu đồng cho đến 100 triệu đồng này. Hoặc có thể tù tối đa đến 12 năm này. Để các bạn lưu ý khi mà chúng ta đi cách ly ở khách sạn nhé, chúng ta phải đọc rất là kỹ những cái hướng dẫn cũng như những cái thủ tục mà chúng ta phải tuân theo nhé. Và như các bạn nhìn thấy đây, đi vào phòng thì bên tay trái sẽ là một cái nhà vệ sinh cũng khá là to. Đây là nhà vệ sinh, đây là bồn cầu này. Đó, còn đây là cái bồn rửa tay, rửa mặt. Tiếp theo là một cái bồn tắm. Ok, cái bồn tắm này cũng rất là thoải mái nhá, mình tắm ở đây. Và đặc biệt nó có một cái tấm gương trong như thế này, có thể nhìn vào bên trong phòng khi mà chúng ta tắm, hoặc là trong phòng có thể nhìn vào cái nhà vệ sinh này khi mà chúng ta có ai tắm ở ngoài. Nhưng nếu mà chúng ta muốn có những cái không gian kín đáo thì các bạn có những cái rèm, chúng ta có thể kéo rèm xuống và trở thành một cái phòng kín, không ai có thể nhìn thấy chúng ta. Cái kiểu thiết kế này nó phù hợp với những đôi bạn trẻ nhé, những đôi vợ chồng trẻ cũng được. Thì dùng cái phòng này thì nó có một cái không gian mở, tạo cái không gian rộng rãi, thoáng mát. Đó. Tiếp theo thì có hai cái ghế chúng ta ngồi thư giãn, xem phim, tâm sự, trò chuyện. Đây là cái cảnh mà chúng ta nhìn từ cái
nhìn từ cái giường vào bên trong nhà vệ sinh nhé. Nhưng mà chúng ta có thể nhìn xuyên thấu. Thì cái kiểu thiết kế này nó mang lại cho cái nhìn rất là thoáng, rộng rãi, không tạo cái không gian gò bó. Đó. Ok. Thì chất liệu của cái tường này làm bằng gỗ, bằng gỗ ép nhé. Nhưng mà nhìn nó rất là sang, sang trọng và chắc chắn. Ở trên tường thì có 4 tấm đệm ấy, bằng nỉ ấy, được bọc bằng nỉ. Đây là một cái đèn ngủ thôi. Thì đây cái rèm thì không gian thì cũng chỉ có vậy thôi. Đây là khách sạn 4 sao của Mường Thanh nhá. Trên trần thì cũng làm thiết kế khá là đơn giản, không có gì cả. Ok, thì đấy là một chút review của mình về cái căn phòng khách sạn mà mình đang phải cách ly sau khi